Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của em Phương. Thì hôm nay em Phương đang đứng tại nhà máy sản xuất chuyên lên những gói đổ option cơ bản trên chiếc xe Hyundai Solati 2024. Thì hôm nay mời quý khách hàng cùng theo chân em Phương về trải nghiệm những gói option đổ cơ bản trên chiếc xe Hyundai Solati 2024 Euro 5 ha. Và đây là dàn xe Hyundai Solati 2024 Euro 5. Thì hiện tại Euro 5 thì sẽ không khác gì về phiên bản Euro 4, chỉ khác về turbo là giảm khí thải. Thì cùng hôm nay theo chân em Phương đi vào phía trong xem chiếc xe Hyundai Solati đã lên những gói option độ cơ bản nào. Thứ nhất về hôm nay thì quý khách hàng của em Phương đã lên là 7 gói đổ option cơ bản. Thì thứ nhất là phiên bản ghế châu Âu 2024, quý khách hàng đã lên là ghế màu kem sọc nâu. Trên chiếc ghế Hyundai Solati 2024 này đã trang bị cho mình những gì? Thì đây là tay tay cầm cỡ lớn. Trên chiếc ghế là có thể là điều chỉnh lên xuống này. Phía sau nữa thì phía sau của ghế 2024 đã trang bị cho mình là kệ đựng thức ăn, cổng sạc USB và Type-C, lưới đựng đồ. Và đây là kệ để chân, có thể là điều chỉnh là 3 chế độ. Sàn thì hiện tại sàn bên em là sử dụng là sàn màu sáng, vừa mới được nhập về tại xưởng ở Củ Chi bên em luôn ha, để đưa về cho phục vụ cho quý khách hàng mình. Và phía sau đây là hầm tam cấp. Đây, hầm tam cấp nha quý anh chị, đứng lên rất khá là cao. Về phần rèm, rèm lưu sinh. Về phần rèm bên em á, về phần khung thì là được đúc nguyên khối bằng nhựa ABS. Thì chỉ có bên em là chuyên sản xuất về Chaco-Meco này kia thì sẽ sẵn tiện sẽ làm cho mình những cái khung này luôn, để chống chống cháy luôn nha quý anh chị. Tiếp theo là trang bị là hai đèn cánh kệ hiệu ứng giọt sương và ở giữa là đèn chanh hiệu ứng giọt sương. Thì về khung của đèn chanh này thì được là bên em là sử dụng là bằng nhôm và nhựa ABS. Phía trên thì là TV 32 inch hiệu TCL. Hai bên là có hai cặp loa nha. Phía trước trang bị cho mình là màn hình Android 9 inch, vừa tích hợp màn hình Android lên tới TV 32 inch luôn. Thì trên những gói option độ cơ bản này thì trên chiếc xe này cũng là chưa hoàn thiện cho lắm. Thì ví dụ còn thiếu những gói option cơ bản như là ốp body, khoang máy lạnh sau, dàn sau, thì karaoke hay là cửa điện. Thì cửa điện thì bên em là xíu về mới lắp lên cho quý khách hàng. Còn phía trước là làm cho mình là ốp ốp vân gỗ, táp lô và hai bên cánh cửa. Thì hiện tại chiếc xe Hyundai Solati 2024 Euro 5 thì vẫn là sử dụng là động cơ là máy là 2.5 lít, cho ra công suất mã lực là 170 mã lực. Thì những quý khách hàng nào đang muốn đầu tư về một chiếc xe Hyundai Solati mà phiên bản ghế châu Âu limousine thì cứ liên hệ vào hotline của em Phương, thì để được em Phương tư vấn và báo giá từng chi tiết cho quý anh chị em mình. Thì ví dụ như còn quý khách hàng nếu mà lên những gói option độ cơ bản thôi, ví dụ là một là như dạng là ghế, sàn và hầm là gói option độ cơ bản bên em Phương. Còn những cái chi tiết nào mà quý anh chị muốn lên cao hơn nữa thì liên hệ Zalo của em Phương, thì em Phương sẽ báo giá từng chi tiết, giá cả cho quý anh chị em. Cảm ơn quý khách hàng đã xem qua hết video của em. Cảm ơn quý khách hàng.